AK sớm giới thiệu anh em video review Honda Winner lắp đặt nút đỏ trên NH 300i với chức năng tắt máy tạm thời. Và đây là hình dáng của nút đèn bên ngoài với đặc điểm nhận dạng màu đỏ đặc trưng sử dụng trên xe NH 300i đời mới sau này. Đối với 300i những đời trước kia nút lớn, đây là nút 300i trên dòng xe đời 2017. Nút này các bạn có thể lắp cho các dòng xe Click Vario thay thế cho nút Adin Top. Vẫn sử dụng chức năng là Adin Top. Riêng với dòng Honda Winner này mình lắp đặt lên xe sử dụng chức năng tắt máy tạm thời như trên các dòng xe phân khối lớn hoặc là trên dòng xe SH 300i. Và đây là hình ảnh nút màu đỏ này khi lắp hoàn chỉnh lên xe. Chức năng dùng để tắt máy tạm thời khi các bạn lưu thông trên đường đến ngã tư hay gì, các bạn dừng xe, các bạn muốn tắt máy, cách đơn giản nhanh nhất các bạn tác động vào nút đỏ này là khi đó mình sẽ tắt máy tạm thời. Các bạn muốn khởi động động cơ và lưu thông bình thường thì các bạn chỉ việc trả nút đỏ vào vị trí ban đầu. Bây giờ mình sẽ khởi động động cơ và hướng dẫn các bạn sử dụng nút thao tác trên nút đỏ này dùng để tắt máy tạm thời. Bây giờ nút đang vị trí bình thường, các bạn khởi động động cơ. Đây các bạn thấy kim báo tua máy đã lên, lúc này động cơ các bạn đang được khởi động. Các bạn muốn sử dụng tắt máy tạm thời, các bạn chỉ việc tác động vào nút đỏ này. Các bạn thấy rõ khi tác động vào nút đỏ này liền tức khắc động cơ các bạn sẽ được tắt máy và kim tua sẽ cho vào vị trí không. Và khi lúc này các bạn có nhấn tác động vào nút đề trên xe, không có hiện tượng gì hết. Các bạn lưu ý bên shop sẽ đấu cho các bạn khi tác động vào nút đỏ này thì liền tức khắc đồng thời động cơ trên xe sẽ tắt. Và dù cho có tác động vào nút đề này trên xe cũng không có tiếng mà đề máy như bạn thường biết là tiếng lôi máy. Các bạn lưu ý nha, có một số trường hợp đấu nút đỏ này khi tắt đi, tắt động cơ nhưng mà nhấn vào nút đề này vẫn có tác động điện trên hệ thống đề trên xe. Riêng bên shop sẽ lắp cho các bạn là không tác động được vào hệ thống đề. Chỉ khi nào các bạn tác động công tắc màu đỏ trở về vị trí bình thường thì các bạn nhấn đề cho mình. Đây, vừa rồi các bạn thấy rõ động cơ đang nổ máy, các bạn tác động vào nút đỏ liền tức khắc động cơ tắt máy. Và khi đó các bạn tác động vào nút đề vô tác dụng, không thể nào khởi động được hệ thống đề của xe. Chỉ khi nào các bạn tác động vào nút đỏ trở về vị trí bình thường, các bạn tác động vào nút đề động cơ bình thường. Và đây là chức năng tắt máy tạm thời của nút đỏ 300i lắp đặt lên lòng xe Winner. Và khi tắt máy là ngắt luôn chức năng đề máy của xe, tránh trường hợp xe không đề khởi động được mà các bạn cứ nhấn vào nút đề này. Đây, tránh trường hợp mà không khởi động được, nổ máy được động cơ nhưng mà cứ nhấn đào vào nút đề, lúc đó cứ lôi máy. Tụi mình sẽ ngắt luôn cái phần này cho các bạn, chỉ khi nào trả về như bình thường thì các bạn đề thường. Vừa rồi là hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng tắt máy tạm thời nút đỏ 300i lắp đặt trên Winner. Quay toàn bộ hình dáng nút. Nút này các bạn có thể lắp trên dòng Click hoặc Vario đời mới dùng để trang trí đẹp, hoặc gắn trên các dòng xe SH 125, 150 đời 2016, 2017 trở đi, thay thế nút Adintop trên xe. Kế đến mình sẽ các bạn giới thiệu các bạn phần đèn trước với đờ mi xi nhan hai led và đấu mặt cho cái bóng đờ mi này hoạt động hai chức năng đờ mi xi nhan. Ban ngày khi các bạn chưa bật đờ mi, các bạn bật xi nhan. Đối với dòng xe nguyên bản thì khi đó chỉ có xi nhan chớp tắt, riêng dòng xe này đã được đấu đờ mi xi nhan. Đây các bạn thấy, khi bật xi nhan lúc này cả đờ mi và xi nhan chớp tắt làm xi nhan. Tương tự bằng xi nhan còn lại. Buổi tối khi các bạn mở đờ mi tương ứng với công tắc đèn ở nấc đầu tiên, các bạn thấy rõ hai đờ mi sáng bình thường.
Khi bạn bật Signal, lúc này cả bóng Đờ Mi và bóng Signal chưa tắt làm tín hiệu Signal. Tương tự phần Signal còn lại, các bạn thấy rõ khi các bạn bật Signal bên nào bên đó bóng Đờ Mi và bóng Signal chưa tắt làm Signal, bên còn lại bóng Đờ Mi vẫn sáng chức năng Đờ Mi. Đấu như thế này gọi là đấu hai chức năng Đờ Mi Signal cho bóng Đờ Mi. Có một số option khác các bạn có thể tùy chọn khi mở Đờ Mi, cả bốn bóng đều sáng, bật Signal bên nào bên đó chớp tắt cũng được, cái tùy theo yêu cầu của các bạn. Các bạn lưu ý là những bóng sợi tóc trên xe đã được thay thế sang bóng LED để có được độ sáng mạnh như thế này. Video review Honda Winner 150 lắp đặt nút đỏ 300mi với chức năng tắt máy tạm thời. Phần Đờ Mi trước hoạt động hai chức năng Đờ Mi Signal. Lúc này mình đã tắt nút đỏ, bật nút đỏ. Sản phẩm được thực hiện bởi AK Shop.